Chào mừng các em đến với kênh Khải Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dẫn các em toán lớp 5 sẽ chương trời sáng tạo. Trong lúc xem bài giảng, Khải Liêm mới cảm thấy dễ hiểu. Các em sao không thích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Giờ hôm nay mình sẽ học bài 48 chu vi hình tròn, trang 101, 102. Giờ mình sẽ quan sát hình bạn này nói là anh tớ uống dây khép được đường tròn đường kính là 12 cm. Như vậy sợi dây khép sẽ dài bao nhiêu? Thầy giáo nói ta sẽ dựa vào độ dài của đường kính để đi tìm độ dài của sợi dây. Đúng nè. Như độ dài của một đường tròn gọi là chu vi của hình tròn đó nha. Giờ trước hết mình sẽ làm phần thực hành. Phần này các em sẽ thực hành nha. Tìm hiểu cách tính chu vi của hình tròn. Mỗi nhóm sẽ dùng một tấm bìa cứng hình tròn có đường kính là 5 cm hoặc là 10 cm. Đo để tìm chu vi của tấm bìa hình tròn theo đơn vị mm giờ đổi sang đơn vị cm. Giờ chia số đo chu vi cho độ dài đường kính, Hương lấy đến hai chữ số ở phần hợp phân, so sánh các kết quả tìm được do nêu cách tính chu vi hình tròn. Như là cái phần thực hành này để các em tìm hiểu về tỷ số giữa chu vi và đường kính. Đúng không? Thầy sẽ tính nháp chỗ này cho các em hiểu nhé. Như vậy sau khi thực hành thì các em lấy chu vi, các em sẽ chia cho đường kính. Đúng không? Nhớ là cùng đơn vị đo nha. Thì các em luôn luôn thực hiện, mình sẽ thực hiện phép chia liêu luôn luôn được 3,14. Dù là đường kính đó là lớn hay nhỏ, thì khi các em đo chu vi và đo đường kính, thì các em lấy chu vi chia đường kính luôn luôn được 3,14 nha. 37,14, 3,14 này người ta gọi là hàng sơ bi. Đúng này. Như vậy là khi các em thực hành, thì các em được là chu vi chia đường kính sẽ bằng 3,14. Có nghĩa là chu vi hình tròn sẽ bằng gì? Sẽ bằng 3,14 chia chuyển quý là nhân, có nghĩa là nhân cho đường kính. Đúng không? Như vậy mình sẽ có chu vi sẽ là 3,14 nhân đường kính, hoặc là các em lấy đường kính nhân cho 3,14 cũng được nha. Giờ như vậy các em nhớ là chu vi sẽ là đường kính nhân 3,14. Đúng không? Như vậy cách tính chu vi của hình tròn như sau. Muốn tính chu vi của hình tròn, ta lấy độ dài đường kính nhân với 3,14. Đúng này. 3,14 hàng sơ bi nhé. 3,14 còn gọi là hàng sơ bi. Gọi C là chu vi, D và R lần lượt là độ dài đường kính và bán kính hình tròn ta có. Chu vi sẽ bằng đường kính nhân 3,14, hoặc là các em lấy 3,14 nhân đường kính cũng được. Đường kính thì bằng bán kính nhân 2. Như vậy có nghĩa là chu vi sẽ bằng bán kính nhân 2 nhân 3,14, hoặc là các em 3,14 nhân 2 giờ nhân bán kính cũng được nha, giống nhau thôi. Giờ mình xem ví dụ chu vi của hình tròn có đường kính 20 cm là các em lấy đường kính là 20 nhân 3,14 sẽ là 62,8. Như là đường kính là cm thì chu vi cũng là cm nha. Tương tự chu vi của hình tròn bán kính là 1,5 m thì các em lấy 1,5 là bán kính nhân 2 nhân 3,14, kết quả là 9,42. Như vậy là bán kính là mét khi chu vi cũng là mét nha. Các em nhớ là chu vi và đường kính và bán kính đều là cùng một đơn vị thôi. Đúng không? Như vậy các em nhớ hai công thức này để sau này các em làm bài tập nha. Chu vi sẽ bằng đường kính nhân 3,14, hoặc là chu vi bằng bán kính nhân 2 nhân 3,14. Giờ bây giờ mình sẽ làm câu thực hành số 1 nha. Bài làm của mình. Mình sẽ làm câu hẹn. Người ta kêu cho tính chu vi của hình tròn. Mình trả lời là chu vi hình tròn là. Chu vi của hình tròn là. Giờ các em lấy bán đường kính ở đây là 3 nhân 3,14. Giờ chỗ này tính nhẩm luôn nha. 3 nhân 4 12, viết 2 nhớ 1. 3 nhân 1 là 3, khi 1 nhớ là 4, dấu phẩy hàng cột. 3 nhân 3 là 9, kết quả 9,42 mét. Đúng này. Ở đây đường kính là mét thì chu vi cũng là mét luôn nhé. Tiếp theo là câu B, các em làm tương tự. Chu vi của hình tròn là. Mình sẽ lấy đường kính nhân 3,14. 4,2 nhân 3,14 sẽ bằng. Thầy sẽ tính nháp phía này nha. Giờ thầy sẽ đặt tính và tính phía dưới này. Mình sẽ lấy 3,14 nhân 4,2 nha. Giờ 2 nhân 4 là 8. 2 nhân 1 là 2.
2 nhân 3 là 6. Số 4 nhân lên 4 nhân 4 16 với 6 nhân 1. 4 nhân 1 là 4 khi 1 nhớ là 5. 4 nhân 3 là 12. Số 8 hạ xuống với số 8. 2 cộng 6 là 8. 6 cộng 5 11, mình số 1 nhớ 1, 2 khi 1 nhớ là 3, số 1 hạ xuống. Mình thấy là hai hệ số này tổng cộng có 3 chữ số bằng phân. Phân tích các em đếm từ phải qua trái 3 chữ số các em đặt dấu phẩy. Kết quả là 13,188, đúng không? Đơn vị ở đây đường kính là decimet, thì chu vi cũng là decimet. Giờ câu C các em làm tương tự. Giờ người ta cho đường kính ở đây là 3 phần 4, như mình sẽ lấy 3 phần 4 nhân cho 3,14, đúng không? 3 phần 4 nhân 3,14. Giờ như vậy chưa hết, các em lấy 3,14 nhân 3, sau đó chia cho 4. Thầy sẽ tính nháp chỗ này. Mình sẽ lấy 3,14 nhân 3 chỗ này. Giờ 3 nhân 4 12 với 2 nhớ 1. 3 nhân 1 là 3 khi 1 nhớ là 4. Dấu phẩy khẳng cột, 3 nhân 3 là 9. Sau đó các em lấy số này chia cho 4. Đúng này. Mình sẽ chia nhẩm luôn nha. 9 chia 4 được 2. 2 nhân 4 là 8, 9 chia 8 được 1. Giờ mình sẽ viết dấu phẩy bên phải của Khương, hạ số 4 được 14. 14 chia 4 được 3, 3 nhân 4 12, 14 chia 12 còn 2. Hạ số 2 là 22, 22 chia 4 được 5. 5 nhân 4 là 20, 22 chia 22 còn 2. Thêm số 0 là 20, 20 chia 4 được 5. Kết quả là 2,355, đúng không? Các em có thể tính nhẩm như vậy cũng được, hoặc là các em đặt tính và tính cũng kết quả giống vậy không, đúng này. Như ở đây là cm, thì chu vi cũng là cm thôi, đúng này. Giờ như là mình xong câu thực hành số 1 nha. Câu thực hành số 1 các em hiểu bài, các em xong hết video thì các em hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ làm câu thực hành số 2. Câu thực hành số 2 tính chu vi của hình tròn viết bán kính R, mình sẽ làm tương tự thôi. Đúng này. Như chu vi của hình tròn này. Chu vi của hình tròn này. Như mình sẽ lấy bán kính nhân 2 nhân 3,14. 36 nhân 2 nhân cho 3,14. Đúng này. Thầy sẽ tính nháp phía này. Giờ như ở đây các em lấy 36 nhân 2 là 72. Sau đó các em lấy 3,14 nhân cho 72. Đúng này. 3,14 nhân cho 72. Mình sẽ tính nháp cho này. Hai nhân 4 là 8. 2 nhân 1 là 2, 2 nhân 3 là 6, số 7 nhân lên. 7 nhân 4 là 28 với 8 nhớ 2. 7 nhân 1 là 7 khi 2 là 9. Và 7 nhân 3 là 21. Số 8 hạ xuống. 2 cộng 8 là 10 với 0 nhớ 1. 6 cộng 9 15 khi 1 là 16 với 6 nhớ 1. 1 khi 1 nhớ là 2, số 2 hạ xuống. Ở đây mình thấy là số này có hai chữ số bằng hợp phân, thì bằng tích kem đếm từ phải qua trái hai chữ số nha, đặt dấu phẩy. Kết quả là 226,08. Đơn vị ở đây bán kính là mm, thì chu vi cũng là mm, đúng này. Tiếp theo mình sẽ làm câu B tương tự, đúng này.
Chu vi của hình tròn là như vậy, mình sẽ lấy 0,7 bán kính nhân cho 2 giờ nhân 3,14. Giờ như vậy các em sẽ lấy 0,7 nhân 2 sẽ là 1,4 đúng không? Giờ lấy 3,14 nhân cho 1,4 nha. Thầy sẽ đặt tính và tính phía này. Rồi 0,7 nhân 2 là 1,4, sau đó các em lấy 3,14 nhân 1,4, 4 nhân 4 16, 6 nhân 1. 4 nhân 1 là 4, khi 1 nhớ là 5. 4 nhân 3 là 12. Giờ 1 nhân 4 là 4. 1 nhân 1 là 1 và 1 nhân 3 là 3. Được rồi. Số 6 hạ xuống với số 6. 5 cộng 4 là 9. 1 cộng 2 là 3 và 1 cộng 3 là 4. Ở đây mình thấy cả hai số hừa số đây có tất cả là ba chữ số bằng phân. Phân tích các em đếm từ phải qua trái ba chữ số các em đặt dấu phẩy. Đúng không? Như là 4,396 nha. Đơn vị ở đây cũng là cm giống như bán kính thôi. Tiếp theo là câu C. Mình sẽ làm tương tự. Giờ bán kính ở đây người ta cho 1 phần 2. Như vậy các em lấy 1 phần 2 nhân cho 2 giờ nhân 3,14. Thì mình thấy là 1 phần 2 nhân 2 sẽ là 1. 1 nhân 3,14 là 3,14. Đơn vị sẽ là mét, giống như là bán kính thôi. Đúng này. Giờ như là mình xong câu thực hành số 2. Câu thực hành số 2 các em hiểu bài. Các em sau bấm hết video để biết các em hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ làm câu luyện tập số 1. Câu luyện tập số 1 tính chu vi của cái hình tròn sao. Mình sẽ làm tương tự như ở trên thôi. Bài làm không ạ? Câu này chứ. Giờ chu vi của hình tròn tròn là giờ các em bán người ta cho bán kính ở đây là 4,5, mình sẽ lấy bán kính là 4,5 nhân 2 nhân 3,14 thôi. Đúng rồi. Thầy sẽ tính nhập cái này. Như vậy ở đây mình sẽ lấy 4,5 nhân 2 là 9. Sau đó các em lấy 9 nhân 3,14. Chỗ này tính nhẩm luôn nha. 9 nhân 4 là 36 viết 6 nhân 3. 9 nhân 1 là 9, thêm 3 là 12, viết 2 nhớ 1. 9 nhân 3 là 27, thêm 1 là 28. Ở đây mình thấy có hai chữ số bằng hợp phân, phân tích kem đếm từ phải qua trái hai chữ số kem đặt dấu phẩy. Kết quả là 28,26 cm. Ở đây mình thấy là nó sẽ giống như bán kính, chu vi và bán kính sẽ cùng đường vị. Bên đây người ta cho đường kính, đúng không? Thì mình cũng tính mình sẽ lấy đường kính nhân 3,14 luôn. Đường kính là 7,8 nhân cho 3,14 sẽ bằng. Thầy sẽ tính nháp như này. Giờ mình lấy 3,14 nhân 7,8. Giờ 8 nhân 4 là 32, viết 2 nhớ 3. 8 nhân 1 là 8, thêm 3 là 11, 16 viết 1 nhớ 1. 8 nhân 3 là 24, thêm 1 nhớ là 25. Số 7 nhân lên, 7 nhân 4 là 28, viết 8 nhớ 2. 7 nhân 1 là 7, thêm 2 là 9. 7 nhân 3 là 21.
Số 2 hạ số với số 2. 1 cộng 8 là 9. 5 cộng 9 là 14 với 4 nhớ 1. 2 cộng 1 là 3 khi 1 nhớ là 4. Số 2 hạ số. Ở đây mình thấy là hai số này tổng cộng có 3 chữ số bằng phần. Phần tích các em đếm từ phải qua trái 3 chữ số, các em đặt dấu phẩy. Kết quả là 24,492. Đơn vị ở đây là cm thì chu vi cũng là cm. Như vậy là mình xong câu luyện tập số 1 nhé. Giờ các em quyết là câu này xong, mình sẽ làm tiếp câu luyện tập số 2. Tiếp theo mình sẽ làm câu luyện tập số 2. Như về đề bài nói là vành của chiếc nón lá có dạng đường tròn. Hỏi một chiếc nón lá có đường kính vành nón là 40 cm khi độ dài vành nón là bao nhiêu? Như vậy ở đây người ta cho đường kính, độ dài vành nón chính là chu vi của cái vành nón nha. Như vậy câu luyện tập 2 các em trả lời sao bài giải của mình? Như vậy các em trả lời độ dài vành nón lá đó là độ dài vành nón lá đó là, như mình sẽ lấy cái đường kính là 40 nhân 3,14 thì sẽ ra độ dài vành nón chính là chu vi, đúng không? Thầy sẽ tính nháp chỗ này. Giờ như vậy số 0 này các em biết là chứ, sau đó các em lấy 4 này nhân qua. 4 nhân 4 là 16 với 6 nhớ 1. 4 nhân 1 là 4 khi 1 nhớ là 5. 4 nhân 3 là 12. Ở đây mình thấy là số này có hai chữ số bằng phần, phần tích các em đếm từ phải qua trái hai chữ số các em đặt dấu phẩy. Như vậy kết quả là 125,6, đúng không? Đơn vị ở đây cm thì cái này cũng là cm. Đáp số sẽ là 125,6 cm, đúng không? Giờ như là mình xong câu luyện tập số 2 nhé. Giờ các em ghi phần này xong mình sẽ làm tiếp nhé. Tiếp theo mình sẽ làm câu luyện tập số 3. Câu luyện tập số 3. Người ta nói là một sợi dây thép được sử dụng để làm một cái khung như hình bên. Biết rằng độ dài đường kính của hai đường tròn là 0,6 m và 0,9 m. Tính độ dài của sợi dây thép. Như vậy ở đây mình có hai cái hình tròn nhỏ và hình tròn lớn. Đúng không? Như vậy là mình có hai sợi dây thép hẳn hẹn, thì sợi dây thép hẳn hẹn này chính là bằng độ dài của đường kính lớn, đúng không? Như vậy trước hết mình sẽ tính chu vi của hình tròn bé trước nha. Bài giải của mình, chu vi của hình tròn bé này. Chu vi của hình tròn bé thì kem lấy đường kính của hình tròn bé là 0,6 nhân cho 3,14. Mình sẽ tính nhẩm chỗ này nha. 6 nhân 4 là 24 quyết 4 nhớ 2. 6 nhân 1 là 6 thêm 2 là 8. 6 nhân 3 là 18. Ở đây mình thấy là cả hai con số này có tổng cộng là 3 chữ số bằng phần. Như phần tích các em đếm từ phải qua trái 3 chữ số các em đặt dấu phẩy. Kết quả là 1,884 mét. Đúng không? Ở đây là mét thôi, chu vi cũng là mét thôi. Bây giờ mình sẽ đến chu vi của hình tròn lớn nha. Mình sẽ lấy đường kính hình tròn lớn là 0,9 nhân cho 3,14. Giờ mình tính nhẩm chỗ này. 9 nhân 4 là 36 viết 6 nhớ 3. 9 nhân 1 là 9 khi 3 là 12 viết 2 nhớ 1. 9 nhân 3 là 27 khi 1 sẽ là 28.
Ở đây mình thấy là tổng cộng hai chữ số này có tổng cộng là ba chữ số bằng phần. Phân tích kem đếm từ phải qua trái ba chữ số kem đặt dấu phải. Kết quả là 2,826 m. Giờ bây giờ mình sẽ đến độ dài sợi dây khép đó là độ dài. Người ta kêu tính độ dài sợi dây khép đó thì kem trả lời là độ dài sợi dây khép đó là như mình sẽ lấy chu vi của hai cái đường tròn 1,884 cộng cho hình tròn lớn là 2,826. Giờ cộng cho hai cái sợi dây khép thẳng đây nè. Mỗi cái là 0,9, các em có thể lấy 0,9 nhân 2. Hoặc là các em lấy 0,9 cộng 0,9 cũng được nha, kết quả giống nhau thôi. Đúng này. Giờ như vậy hãy sẽ tính nhé chứ này. Giờ như vậy ở đây mình sẽ lấy hai số này cộng nhau trước đi. Đúng này. Như là 1,884 cộng cho 2,826. Giờ 4 cộng 6 là 10, viết 0 nhớ 1. 8 cộng 2 là 10, khi 1 nhớ là 11, viết 1 nhớ 1. 8 cộng 8 16, khi 1 nhớ là 17, viết 7 nhớ 1. Dấu phẩy khẳng cột. 1 cộng 2 là 3, khi 1 nhớ là 4. Đúng rồi. Giờ sau đó thì các em lấy cái số này cộng. Mình lấy là 0,9 nhân 2 là 1,8. Đúng rồi. Như mình sẽ lấy 4 phẩy 710 cộng cho 1,8. Ở đây số 0 này các em có thể bỏ đi, đúng không? Giờ chỗ này các em thêm số 0 đi cho đủ hai chữ số bằng các phần, các em cộng sẽ dễ hơn, đúng không? 1 cộng 0 là 1. 7 cộng 8 15, viết 5 nhớ 1. Dấu phẩy khẳng cột. 4 cộng 1 là 5, khi 1 nhớ là 6, như là phải 6,51, đúng không? Đơn vị cũng là mét thôi. Như đáp số sẽ là 6,51 mét, đúng không? Giờ như là mình xong câu luyện tập số 3. Câu luyện tập số 3 các em hiểu bài. Các em xong hết video thì các em hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ làm phần quy học nha. Phần quy học người ta kêu mình điền số vào giấy bấm hỏi. Đường kính của một bánh xe sẽ là 0,4. Như vậy chu vi của bánh xe là bao nhiêu? Phải sẽ trả lời sao? Bài làm của mình. Như vậy câu A các em trả lời là chu vi của bánh xe đó là bao nhiêu? Thầy sẽ tính nháp thế này. Như vậy ở đây người ta cho đường kính, muốn tính chu vi thì các em lấy đường kính nhân 3,14. 0,4 nhân 3,14. Giờ mình sẽ tính nháp phía này. 4 nhân 4 16, viết 6 nhớ 1. 4 nhân 1 là 4, khi 1 nhớ là 5. 4 nhân 3 là 12. Cả hai hồi số này có tổng cộng là 3 chữ số bằng gặp phân. Phân tích các em đếm từ phải qua trái 3 chữ số, các em đặt như phải. Kết quả là 1,256. Đúng không? Nhưng mà kết luận ở đây là 1,256 m. Tiếp theo là câu B. Như chú hề sẽ đi được bao nhiêu mét? Chú hề sẽ đi được bao nhiêu mét? Nếu bánh xe lăn trên mặt đất được 1.000 vòng thì các em lấy số này nhân 1.000, đúng không? 1,256 nhân 1.000 bằng bao nhiêu? Một số hợp phân nhân 1.000, kem dịch chuyển dấu phẩy sang phải ba chữ số, dấu phẩy nằm cuối thì bỏ luôn, có nghĩa là 1,256
1.256 mét đúng nè. Nếu bánh xe xe lăn trên mặt đất được 1.000 vòng giờ như là mình xong phần quy học nha. Phần quy học kem hiệu bài, kem sống hít video thì biết kem hiệu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng giờ hiệu quả, thích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em là chưa đăng ký kênh thầy Liêm, các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất thầy Liêm. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt kém nhé.